Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, theo tập quán của người Việt, động thổ, cưới xin hay nhập trạch, chuyển nhà là những sự kiện quan trọng. Đặc biệt là khi chuyển nhà cần xem kỹ lưỡng vì đó liên quan trực tiếp đến số phận, gia đạo, cuộc sống của những thành viên trong gia đình sau này. Chuyển nhà vào ngày tốt sẽ giúp đón rước nhiều may mắn, tài lộc trong chuyện làm ăn cũng như trong cuộc sống gia đình hàng ngày. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những ngày chuyển nhà tốt nhất trong tháng 1 âm lịch năm 2023. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ chuyển nhà trong tháng 1 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất chuyển nhà trong tháng 1. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời, tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây chuẩn bị cho công tác chuyển nhà được thuận lợi và may mắn. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0989349119 để được tư vấn chi tiết về lễ chuyển nhà này nhé. Nội dung thứ nhất, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày chuyển nhà. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc chuyển nhà trong tháng 1 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để chọn cho mình những ngày cắt lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất cứ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương, ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp cho việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy, tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989349119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày chuyển nhà phải đáp ứng các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ chuyển nhà, kỵ những ngày sát chủ mùa, thiên địa chuyển sát, thụ tử, dương công kỵ, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt phá, trực bình, trực thu, trực bế, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt yểm, thiên sứ đại thời, tứ phế, ngũ mộ, quy kỵ, vãng vong. 2. Ngày hợp chuyển nhà là ngày thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, thiên nguyện, nguyệt ân, tứ tướng, thời đức, ngày dân, dịch mã, thiên mã, trực thành và trực khai. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày tìm ra được ngày tốt nhất để chuyển nhà trong tháng 1 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 1 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để chọn ra một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy. Ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng, chọn ra được ngày tốt nhất trong tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch năm 2023 Quý Mão bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 dương lịch đến 19 tháng 2 dương lịch năm 2023. Tháng 1 là tháng Giáp Dần, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Canh Thìn, ngày 29 là ngày Mậu Thân. Trong tháng 1 âm lịch có hai tiết khí là Lập Xuân và Vũ Thủy. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 1 âm lịch gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ là ngày Tý và ngày Tỵ, bao gồm mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ, 26 Ất Tỵ, mùng 9 Mậu Tý và 21 Canh Tý. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày sát chủ mùa là những ngày Thân, mùng 5 Giáp Thân, 17 Bính Thân, 29 Mậu Thân cũng kiêng kỵ không dùng việc gì. 3. Ngày thiên địa chuyển sát là ngày 12 Tân Mão. 4. Ngày thụ tử là ngày mùng 7 Bính Tuất và 19 Mậu Tuất cũng kiêng kỵ không dùng việc gì. 5. Ngày dương công kỵ là ngày 13 Nhâm Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 6. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày, mùng 3 Nhâm Ngọ, mùng 7 Bính Tuất trùng với ngày thụ tử, 13 Nhâm Thìn, 18 Đinh Dậu, 22 Tân Sửu và cuối cùng 27 Bính Ngọ. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc. 7. Ngày nguyệt kỵ bao gồm mùng 5 Giáp Thân, 14 Quý Tỵ và cuối cùng 23 Nhâm Dần. Đây là 3 ngày cực xấu và kỵ mọi việc. 8. Ngày nguyệt phá là ngày Thân, mùng 5 Giáp Thân, 17 Bính Thân và 29 Mậu Thân. 9. Ngày trực bình là ngày Tỵ, mùng 2 Tân Tỵ, 14 Quý Tỵ và 26 Ất Tỵ. 10. Ngày trực thâu là ngày Hợi, bao gồm mùng 8 Đinh Hợi và 20 Kỷ Hợi.
11 ngày trực bế là ngày Sửu, mùng 10 kỷ Sửu và 22 tân Sửu. 12 ngày kiếp sát là những ngày Hợi, mùng 8 đinh Hợi và 20 kỷ Hợi. 13 ngày tai sát là ngày Tý, mùng 9 mậu Tý và 21 canh Tý. 14 ngày nguyệt sát là ngày Sửu, mùng 10 kỷ Sửu và 22 tân Sửu. 15 ngày nguyệt hình là ngày Tỵ, bao gồm mùng 2 tân Tỵ, 14 quý Tỵ và 26 ất Tỵ. 16 ngày nguyệt yểm, trong tháng 1 nguyệt yểm là ngày Tuất, bao gồm mùng 7 bính Tuất và 19 mậu Tuất. 17 ngày thiên sứ là ngày Mão, 12 tân Mão và 24 quý Mão. 18 ngày đại thời là ngày Sửu, mùng 10 kỷ Sửu và 22 tân Sửu. 19 ngày tứ phế là ngày Ất Hợi, tháng này không có. 20 ngũ mộ là ngày 16 Ất Mùi. 21 ngày quy kỵ là ngày Sửu, bao gồm mùng 10 kỷ Sửu và 22 tân Sửu. 22 ngày vãng vong là ngày Dần, 11 canh Dần và 23 nhâm Dần. Đó là 22 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn những ngày tốt để thực hiện công việc chuyển nhà cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 23 ngày thiên đức là những ngày đinh, bao gồm mùng 8 đinh Hợi là ngày trực thâu, ngày kiếp sát, rất nhiều hung tinh. Ngày 18 đinh Dậu phạm tam nương nên không chọn hai ngày này. Ngày 28 đinh Mùi có thể chuyển nhà vào ngày này. 24 ngày thiên đức hợp là những ngày nhâm, bao gồm mùng 3 nhâm Ngọ, 13 nhâm Thìn phạm ngày tam nương, 23 nhâm Dần là ngày nguyệt kỵ nên ta không chọn ngày này. 25 ngày nguyệt đức là những ngày bính, bao gồm mùng 7 bính Tuất là ngày thụ tử, tuyệt đối không sử dụng, 17 bính Thân là ngày trực phá, không nên dùng, 27 bính Ngọ là ngày tam nương, kiêng kỵ mọi công việc quan trọng. 26 ngày nguyệt đức hợp là những ngày tân, bao gồm mùng 2 tân Tỵ là ngày sát chủ, tuyệt đối không sử dụng, 12 tân Mão là ngày thiên địa truyền sát, 22 tân Sửu là ngày nguyệt sát, trực bế, đại thời, tốt nhất không nên dùng. 27 ngày thiên xá là ngày Mậu Dần, tháng 1 âm lịch năm 2023, không có ngày này. 28 ngày thiên nguyện là ngày Ất Hợi, tháng 1 âm lịch năm 2023, không có ngày này. 29 ngày nguyệt ân là những ngày bính, mùng 7 bính Tuất là ngày thụ tử, tuyệt đối không sử dụng. 17 bính Thân là ngày trực phá, không nên dùng. 27 bính Ngọ là ngày tam nương, kiêng kỵ mọi công việc quan trọng. 30 ngày tứ tướng là những ngày bính và đinh, bao gồm mùng 7 bính Tuất là ngày thụ tử, tuyệt đối không sử dụng, 17 bính Thân là ngày trực phá, không nên dùng, 27 bính Ngọ là ngày tam nương, kiêng kỵ mọi công việc quan trọng, mùng 8 đinh Hợi là ngày trực thâu, ngày kiếp sát, rất nhiều hung tinh, 18 đinh Dậu phạm ngày tam nương nên không chọn hai ngày này, ngày 28 đinh Mùi là ngày tốt đã xét ở trên. 31 ngày thời đức là các ngày Ngọ, bao gồm mùng 3 nhâm Ngọ, 27 bính Ngọ trùng ngày tam nương nên ta không chọn. 15 sắc Ngọ nhiều cát tinh là ngày đại cát để chuyển nhà. 32 ngày Dân là những ngày Ngọ đã xét ở trên. 33 ngày Dịch Mã là ngày Thân, mùng 5 Giáp Thân, 17 Bính Thân, 29 Mậu Thân. Trong tháng 1 âm lịch, ngày Thân là ngày nguyệt phá, tuyệt đối không thực hiện những công việc quan trọng vào ngày này. 34 ngày Thiên Mã trùng với ngày Dân và ngày Thời Đức đã xét ở trên. 35 ngày Trực Thành là ngày Tuất, trùng với ngày Thụ Tử, kiêng kỵ mọi công việc. 36 ngày Trực Khai là ngày Tý, trùng ngày sát chủ, không nên chuyển nhà vào ngày này. 37 xét các ngày còn lại. Ngày Dậu bao gồm 18 đinh Dậu trùng ngày tam nương không dùng, mùng 6 Ất Dậu là ngày tốt cho việc chuyển nhà. Ngày Thìn, 13 nhâm Thìn là ngày tam nương không dùng, mùng 1 canh Thìn, 25 sát Thìn là ngày tốt. Ngày Mùi, mùng 4 quý Mùi là ngày tốt, 16 Ất Mùi là ngày ngũ mộ nên không dùng, 28 đinh Mùi là ngày tốt đã xét ở trên. Như vậy là chúng ta đã dựa vào 37 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư, chọn ra những ngày tốt chuyển nhà trong tháng 1 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 1 âm lịch cho việc chuyển nhà đó là những ngày tốt sau. Ngày 28 đinh Mùi kỵ những người tuổi Sửu, hợp người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can là Nhâm. Ngày mùng 4 quý Mùi kỵ những người tuổi Sửu, hợp người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can là Mậu. Ngày mùng 6 Ất Dậu kỵ những người tuổi Mão, hợp người tuổi Thìn, Tỵ, Sửu và những người có thiên can là Canh. Ngày 15 Giáp Ngọ kỵ những người tuổi Tý, tốt cho người tuổi Mùi, Dần, Tuất và những người có thiên can là Kỷ. Ngày 25 Giáp Thìn kỵ những người tuổi Tuất, hợp người tuổi Dậu, Thân, Tý và những người có thiên can là Kỷ. Ngày mùng 1 canh Thìn kỵ người tuổi Tuất, hợp người tuổi Dậu, Thân, Tý và những người có thiên can là Ất. Đó là những ngày cát lành chuyển nhà trong tháng 1 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi công việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng là qua video này quý vị sẽ lựa chọn cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 34 9119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỷ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!